độc đáo của cái ngôi nhà này thì nó là toàn bộ bằng gạch. Không gian của nó thì nó được tạo nên bởi hai cái lớp tường lồng vào nhau để tạo nên một cái không gian có thể chuyển tiếp từ mở ở phía ngoài đường tràn vào đến khu đệm, rồi đến ở phía trong là các cái không gian riêng tư hơn. Hai cái lớp gạch nó lồng vào nhau đấy thì đấy chính là những cái khác biệt nhất. Cái tường ở phía ngoài ấy, nó được chéo dần lên đấy là do phục vụ cảnh quan của khu vực. Tức là khi mà người đi đường sẽ không bị một cái mảng tường quá lớn ở sát đường nó áp chế. Tường ở bên ngoài nó rất là nhiều lỗ giúp điều tiết cái vi khí hậu là cái quan trọng nhất, giảm cái bức xạ nhiệt khi buổi chiều, nó giúp cho thông gió tốt hơn cũng như là tỏa nhiệt nhanh hơn. Ngôi nhà cũng đã đạt được khá là nhiều giải thưởng kiến trúc. Mới đây nhất thì là Hội đồng Kiến trúc Châu Á đã trao huy chương vàng cho nó. Nhà này á, người ta gọi nó là nhà gạch hoặc cái gạch như thế. Mình muốn làm cái nhà để ở làm sao là không giống nhà nào ở vùng quê nhà tôi cả. Ở thoải mái, có nắng, có gió, có cây xanh, thân thiện môi trường. Tầng 1 ý, thì tôi không ngăn phòng để một sàn như thế. Tầng 2 được 2 phòng ngủ và chủ yếu là cái sảnh chơi là chủ yếu. Trên sân thượng nhà tôi làm cái vườn, chủ yếu là trồng cây xanh, rau quả, cây đỗ ván này, cây rau muống, cây mồng tơi, cây rau ngót để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của gia đình hàng ngày. Xung quanh tường tôi trồng lan ổ điệp này, trồng những cây hoa giấy, chỗ nào cũng có nắng, chỗ nào cũng có gió, và cây xanh trồng ở bên trong hoặc ở bên ngoài nó đều nhô ra, tạo ra một không gian mở, nó độc đáo riêng của nó. Ngôi nhà này của tôi thì từ lúc lên ý tưởng đến lúc mà đưa vào thi công hoàn thiện thì nó xấp xỉ 2 năm, kinh phí gần 3 tỷ. Điều vui lớn nhất khi mà tôi về hưu tôi sống trong ngôi nhà này, cảm thấy nó thoải mái, nó gần gũi với thiên nhiên, mát mẻ, mùa đông thì ấm và mùa hè thì mát. Có cây, có hoa để mình chăm sóc, mình ngắm cảnh. Mời bạn bè đến ngồi chơi, đánh cờ, uống nước thì ai cũng phấn khởi cả.